Đây là Coin68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Mình là Hồng Phong đến từ Coin68. Trong số DeFi Discussion ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục có được sự đồng hành của một gương mặt rất quen thuộc trong gần như là tất cả chặng đường DeFi Discussion lần này. Xin chào Nguyên. Hello, xin chào Phong. Xin chào các bạn nghe podcast DeFi Discussion. Mình là Nguyên. Mình thường hoạt động trong cộng đồng FOMO SAPIENS và hay nghiên cứu về thị trường DeFi. Thì hy vọng là hôm nay mình sẽ có được một cái buổi trò chuyện nó mang lại nhiều giá trị liên quan đến thị trường crypto nói chung, cũng như là một cái mảng nhỏ đó chính là thị trường DeFi. Ok, vậy thì nói về topic của ngày hôm nay đi. Spotlight của thị trường hiện tại dồn về rất nhiều các cầu nối như APE Bridge của Avalanche, Wormhole của Solana. Ngoài ra, các dự án cross-chain thuộc hệ sinh thái Fantom cũng đang thu hút được rất nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây. Cá nhân mình cũng quan sát được là Fantom đang có nhiều sự tăng trưởng ấn tượng trong thời gian vừa qua, và các sản phẩm cross-chain là một trong những yếu tố tạo nên sức hút đó. Thì không biết Nguyên nghĩ như thế nào về nhận định này gần đây? Ok, thì trước khi chúng ta nói về cái mảng cross-chain của Fantom thì mình nghĩ là chúng ta nên đề cập sơ qua về cái chương trình Incentive Program của hệ sinh thái này trong thời gian gần đây. Incentive Program nó là cái gì? Về cơ bản họ sẽ thưởng reward dưới dạng token FTM cho những nhà cung cấp thanh khoản trên các sản phẩm của hệ sinh thái Fantom. Thì trước đây á, thì chúng ta đã thấy là Avalanche một tuần trước đã gọi là gây náo loạn thị trường với cái chương trình như thế này, thu hút được một cái lượng TVL nó kinh khủng. Đặc biệt thì trước đó chúng ta cũng đã thấy được là một cái hệ sinh thái nó cũng đi theo cái xu hướng làm incentive như thế này, đó là Polygon. Mặc dù Polygon thì cái chương trình của họ nó cái khối lượng và cái lượng tiền họ chi cho cái chương trình incentive thì nó không mạnh bằng hai cái hệ sinh thái sau này. Ok, back lại cái câu chuyện mà cross-chain đi. Thì ví dụ như bạn cung cấp, bạn giới thiệu cái chương trình Incentive Program, mặc dù bạn có một cái lượng tài sản, một cái lượng giải thưởng nó rất là khủng, nhưng mà nếu không có những cái nền tảng cross-chain, những cái cầu nối, vậy về bản chất thì những cái chương trình Incentive này nó trở nên vô nghĩa, bởi vì người ta không có một cái cầu để đi giữa các cái chain khác nhau. Ví dụ như thường thì lượng tài sản nó đang tập trung lớn ở trên Ethereum, thì chúng ta thấy là Avalanche họ build một cái bridge, đó là Avalanche AEB Avalanche Bridge. Khi mà họ đã làm sẵn được cái hạ tầng như vậy và họ công bố cái chương trình incentive thì tất nhiên là lượng thanh khoản và lượng TVL nó đổ vào Avalanche một cách rất tự nhiên. Fantom cũng vậy. Và tại sao mình để ý đến cái mạng bridge của Fantom á, thì ok, chúng ta sẽ chắc là tạm thời như vậy đã, thì chắc là mình sẽ nói sâu hơn về cái mạng bridge của Fantom trong những cái câu hỏi tiếp theo ha. Vậy thì để cho các bạn dễ hình dung về con số mà Fantom bạo chi đến mức nào á, thì với Polygon thì cái chương trình Incentive Program của Polygon sẽ có giải thưởng là 150 triệu đô. Với Avalanche thì là 180 triệu đô. Nhưng mà con số của Fantom á, là 290 triệu đô. Sẽ được trả dưới dạng token FTM nha, là khoảng 370 triệu token FTM. Đúng thì rồi. Như vậy thì cũng cho các bạn thấy một cái hình dung về cái sức bạo chi của Fantom trong thời gian gần đây. Vậy thì đang có những tay to nào trong thị trường mà người ta muốn, tức là để mà một cái dự án còn non trẻ như thế này, Fantom là một dự án mà mình đánh giá là khá non trẻ với thị trường, và còn khá nhiều người ít biết đến nó, thì những tay to nào đang đứng sau Fantom và cross-chain nói riêng để đẩy cho cái khái niệm này trở thành một cái mass adoption đối với thị trường crypto? Mình thấy Fantom thì Fantom Foundation là cái tổ chức đứng sau Fantom, thì họ có những cái hợp tác khá là đáng chú ý với các quốc gia. Nhưng mà về riêng về mảng bridge và cross chain á, thì mình thấy André Cronje là là một trong những cái KOL mà gọi là siêu rất là kinh khủng do cái mạng bridge và cross chain của Fantom. Thì chúng ta thấy là bố già André hả? Đúng rồi, bố già André Cronje. Thì Cronje thì trước đây mọi người biết đến cái tên này thông qua cái sản phẩm là Yearn, và các cái sản phẩm mà André build á, thì thường nó đang tập trung ở Ethereum. Nhưng mà dạo gần đây thì chúng ta thấy là MultiChain hay là AnySwap là những cái từ khóa xuất hiện rất là thường xuyên trong những cái tweet của André. Thì thì bản thân mình nghĩ thì không phải ngẫu nhiên mà Fantom được André shield đâu. Tại vì về những cái góc nhìn mà André chia sẻ và mình có theo dõi trên Twitter á, thì ông này ông bảo là Fantom nó như là một cái giải pháp layer 2 cho Ethereum vậy. Và tất nhiên là sẽ có nhiều cái tranh cãi, thế nào là layer 1, thế nào là layer 2, nhưng mà đúng rồi. Theo những gì mình quan sát á, thì André đang coi Fantom như là một cái sân sau của mình, và có thể là giải quyết được những cái vấn đề tạm thời liên quan đến tốc độ cũng như là scaling của Ethereum. Thì đó là một trong những lý do mà mình nghĩ là André siêu khá là mạnh cho các dự án cross chain. Rồi, vậy thì đó, mình đang đào hơi sâu vào với những người mới á, thì có thể người ta sẽ thắc mắc là cross-chain là gì và tại sao thị trường này đang cần đến cross-chain. Với người dùng bình thường nhá, người ta mua bán trên các sàn giao dịch lớn á, thì có thể người ta sẽ không quan tâm đến cross-chain đâu. Nhưng mà tại sao nếu mà nhìn về đường dài á, thì thị trường này lại phải cần đến cái mảng cross-chain vậy? Đối với những người dùng mới á, thì cái cách tiếp cận dễ nhất với họ không phải là một cái DApp. Bởi vì nếu như mà ai đã từng sử dụng DApp thì sẽ thấy là cái khâu kết nối ví và cái khâu gọi là tương tác với lại các DApp thì nó sẽ rất là phức tạp. Họ sẽ cần phải dùng những cái giải pháp như là CX, các cái sàn giao dịch tập trung. Thì cái vấn đề này mình đã đề cập, mình nhớ không lầm là trong cái tập số 3 của cái podcast này, đó là một cái rào cản đối với những cái dòng tiền mới để tham gia vào các thị trường, tham gia vào các cái hệ sinh thái blockchain. Thì vì là những cái hệ sinh thái như là Fantom, như Polkadot hay là Avalanche, thì họ sẽ tất nhiên là sẽ có một vài sàn tập trung hỗ trợ cái cổng chuyển, cái cổng rút tiền về những cái chain này. Tuy nhiên là cái sự ủng hộ nó sẽ không mạnh bằng bản thân những cái blockchain mà những cái sàn CX này họ đang chống lưng. Thì cái câu chuyện này mình đã nói chắc cũng vài lần rồi. Thì ví dụ như anh em mà rút cái chuẩn SPL của Solana thì có thể lên trực tiếp FTX rút về. Rồi ví dụ như muốn rút cái chuẩn của BSC, BEP20 thì tất nhiên bạn không thể đi đâu khác, thì cứ lên Binance xong rút trực tiếp về BSC. Thì những cái rào cản như vậy á, nó đặt ra một cái vấn đề cần giải quyết cho cross chain. Bạn muốn thu hút dòng vốn mà bạn không có được một cái cổng vào, nó gọi là một cái cổng vào nó hấp dẫn, như là một cái cổng vào nó hấp dẫn như CX, thì bạn phải build một cái bridge. Thì đó là một trong những cái lý do mà mình nghĩ là cross chain nó cực kỳ quan trọng với các cái hệ sinh thái như Fantom. Thì mình có ví dụ như nếu mà nói đến các bridge của các dự án lớn thì các hệ sinh thái bây giờ người ta cũng đang rất chú trọng vào việc build những cái bridge, ví dụ như là cây cầu cầu vồng Rainbow Bridge ở trên NEAR hoặc là Wormhole ở trên Solana. Vậy thì cái chỗ đứng của cross-chain ở đâu khi mà các hệ sinh thái cũng đang muốn build cho mình một cây cầu bắc thẳng sang Ethereum, tức là dòng vốn bây giờ đang đọng ở Ethereum rất là nhiều, thì các dự án cũng đang chú trọng đến việc xây cây cầu để dòng vốn chảy qua rồi. Vậy thì các dự án cross-chain này có thể làm gì ở trong một cái bức tranh chung của thị trường như vậy? Nói cái này thì nói sơ qua về cái vấn đề kỹ thuật ha. Thì theo những gì mình tìm hiểu, mình thấy là Wormhole và Rainbow Bridge thì nó sẽ là những cái giải pháp bridge về hạ tầng, tức là nó sẽ có một cái mạng lưới xác thực riêng cho cái cầu nối này. Và về bản thân về bản thân cái tính chất của nó thì nó là một cái cầu nối giữa cái ngôn ngữ Rust của Solana và cái ngôn ngữ Solidity của các cái hệ sinh thái của các cái hệ sinh thái mà gọi là tương thích với lại Ethereum. Thì có phải là đó là cái thứ mà Fantom đã nhận thấy và Fantom nắm lấy cơ hội không? Dạ, theo mình nghĩ thì cái đó là cái hướng đi của họ. Thật sự ra nếu như mà mọi người để ý cái chương trình các cái chương trình incentive á, gần đây thì mọi người sẽ thấy là nó thường là những cái chương trình của các cái blockchain tương thích với Ethereum và nó phần nào đó là một cái giải pháp để Ethereum giữ được cái dòng tiền, thay vì là để những cái hệ sinh thái mà build theo một cái mô típ mới như là Solana hay là Polkadot hay là kể cả Cosmos, thì những cái cơ chế mới này thì nó sẽ gặp rào cản bởi cái sự khác biệt với Ethereum. Thì bản thân Ethereum mình nghĩ là họ muốn tạm thời giải quyết êm ấm được cái vấn đề phí cho user, và đồng thời là có thể giữ được cái dòng vốn nó xoay quanh cái hệ sinh thái EVM của mình. Ok, vậy thì mình từng đọc một cái so sánh như thế này khá là hay, khá là hình thức để mà mọi người dễ hình dung hơn. Đó là người ta so sánh các cái hệ sinh thái blockchain bây giờ nó giống như là internet của thập niên 90-2000 vậy á. Thời đó thì giống như là Trung Quốc có một cái mạng internet của họ, Nga có một cái mạng internet của họ và Mỹ có một cái mạng internet của họ, và các mạng này nó hoạt động riêng biệt với nhau, thì thời đó gọi là các intranet. Thì cho đến khi mà người ta có viết ra được một cái internet protocol, tức là cái IP ấy, cái mọi người thường gọi cái địa chỉ IP bây giờ ấy, người ta kết nối những cái mạng đó với nhau, thì cái internet nó mới bắt đầu có hình dáng như ngày hôm nay. Vậy thì cái kiểu so sánh đó như vậy thì mình có thể không biết là mình có thể dùng được trong blockchain hay không, tức là nếu mà có một dự án blockchain nào đủ tốt mà nó có thể connect được, gom được hết những cái mạng blockchain lại với nhau và cho dòng vốn chảy một cách rất là tự nhiên ở giữa các blockchain, thì không biết là cái tiềm năng như vậy có phải là một cái tương lai gần của thị trường tiền mã hóa không nhỉ? Mình nghĩ cái ví von đó của Phong thì cũng rất là hay. Còn về cái viễn cảnh mà một winner takes all á, thì mình không nghĩ sẽ có cái viễn cảnh đó, bởi vì chúng ta cũng đã thấy rồi, thì blockchain nó cũng ban đầu nó có một mình Ethereum, một mình một ngựa, nhưng mà sau này thì mỗi cái giải pháp, mỗi cái hướng đi thì nó tất nhiên nó sẽ tạo ra một cái khoảng hở, thì những cái đối thủ sẽ phát triển và đánh mạnh vào những cái điểm yếu đó. Thì bản thân những cái sản phẩm cross-chain nó build dựa trên cái nền của những cái blockchain này, thì mỗi cái hướng đi thì nó sẽ phải phụ thuộc một phần vào cái hạ tầng, đúng không? Thì tất nhiên là hướng đi nào cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái hạ tầng, và nó cũng sẽ có những cái điểm yếu riêng. Thì cái viễn cảnh mà một cái sản phẩm nào có thể dominate luôn cái mạng cross-chain thì theo mình không thể. Cái thứ hai mình nghĩ là cái ảnh hưởng của cross-chain nó sẽ rất là nó rất là khủng khiếp, và nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng rất là tích cực. Tại sao nó tích cực thì chúng ta thấy là vì nó tạo ra một cái cầu nối, tức là nó sẽ khiến cho các cái hệ sinh thái này buộc họ phải phát triển một cách nó nghiêm túc hơn, họ đầu tư và có những cái chiến lược nó thân thiện hơn cho user. Nếu như mà họ không tức là giống như là kiểu anh không thể nào mà anh cứ ý là mình đóng cửa hết, mình giữ được hết tiền trong nhà của mình thì mình thích làm gì cũng được. Mà khi mà blockchain phát triển thì dòng tiền có thể di chuyển rất là dễ, thì nếu như một hệ sinh thái mà build không đàng hoàng thì nó sẽ chảy hết đi, đúng không? Đúng rồi. Thì thì cái đó là một cái hiệu ứng tích cực mà mình nghĩ blockchain nó sẽ giúp blockchain nó được cải thiện hơn, nó cải tiến cái chất lượng của blockchain hơn. Và nếu mà vậy thì các cái hệ sinh thái ví dụ như là BSC hay Polkadot hay là Solana thì cũng đang phải build những cái tool ở những cái dự án cross-chain của riêng mình rồi. Vậy thì Nguyên có thấy những cái dự án có hai câu nha. Thực ra nếu mà từ một góc nhìn mà một người tham gia thị trường thì mình sẽ có hai câu hỏi dành cho Nguyên. Đó là Nguyên cảm thấy là có những cái dự án cross-chain nào đáng chú ý trong thời điểm hiện tại ở trên các hệ sinh thái này, và nếu như đã chọn được những cái đó rồi á, thì Nguyên có thể share giúp mọi người là cái cách research, tức là cách follow trên Twitter hoặc là cách đọc những tài liệu như thế nào để vọc vạch, để mà mọi người có thể có những cái kinh nghiệm để mà research tốt hơn trong thị trường. Ok, thì cái câu hỏi đầu tiên đó chính là cái cơ hội để đầu tư trong cái mạng cross-chain này. Thì mình nghĩ đầu tiên đó là mọi người sẽ cần phải kiếm những cái dự án nó đã có token, đúng không? Tại vì bản thân một cái nhà đầu tư cá nhân thì khá là khó để có thể đầu tư theo mặt equity, theo mặt tài sản vào một cái dự án blockchain được, bởi vì một vài hạn chế như là size vốn, hoặc là cái kích thước vốn, hoặc là cái quan hệ đâu đó với các dự án. Thì cái cách mà tốt nhất và dễ dàng nhất cho một cái nhà đầu tư cá nhân thì chỉ có thể thông qua cái con đường token. Cái đó là cái điểm đầu tiên. Rồi cái điểm thứ hai thì mình nghĩ là mọi người có thể tìm những cái cơ hội retro ha. Thì cái này chắc là nhiều cộng đồng đã chia sẻ cái cách làm retro. Thì mọi người sẽ tìm kiếm những cái dự án nó có khả năng airdrop, tìm kiếm những cái dự án nó có khả năng retro cho những cái người dùng mà test cái sản phẩm đó từ trước. Nó cũng không hẳn là test cái sản phẩm theo kiểu là cái dự án nó chưa có token và bạn test đâu. Nhiều khi đôi khi nó cũng có cái trường hợp là dự án đã có token rồi, đã phát triển cái token rồi, nhưng mà bạn tương tác sau đó ở trên cái cầu nối thì họ vẫn có thể airdrop cho những cái người sử dụng này những cái token của các cái dự án partner của họ, những cái dự án mà hợp tác với họ. Thì đó là hai cái thì đó là hai cái hướng mà mình nghĩ là một cái retail investor có thể tiếp cận. Rồi ok, về cái vấn đề mà làm sao để research những cái chương trình, research về những cái sản phẩm cross-chain này á, thì thường thì mình sẽ dùng Twitter, mình lướt các cái những cái kênh Twitter của các cái dự án. Thường thì mình nghĩ là mọi người sẽ nên mở rộng dần cái mạng lưới follow của mình, và khi mà mình follow đủ rộng á, thì mình tin là cái thông tin mình cover nó sẽ phần nào đó phản ánh được đúng những cái xu hướng của thị trường hiện tại. Cái cách research là mọi người cần phải follow tin tức, những cái hoạt động ở trên thị trường. Ví dụ như cái sự kiện incentive đi, thì mọi người khi mà follow cái hiện tượng incentive này á, thì sẽ biết là thanh khoản nó sẽ phải đổ từ một cái chain sang một cái chain còn lại để tận dụng được cái chương trình trả thưởng incentive này. Thì theo một cái cách tư duy thông thường thôi, thì ví dụ như tiền đổ từ Ethereum sang Fantom thì bạn sẽ phải dùng cái bridge nào, thì bạn sẽ phải dùng những cái bridge mà đã hỗ trợ Fantom. Và khi mà người dùng buộc phải sử dụng những cái bridge này á, thì vô hình chung nó sẽ đẩy cái doanh thu của các cái sản phẩm này lên, là cái thứ nhất. Thì đó là cái hướng đi theo tin tức, tức là bạn bắt một cái tin tức và bạn tư duy thêm một step nữa, tức là khi mà cái hiện tượng A nó xảy ra thì bạn sẽ cần phải làm cái gì, người dùng sẽ cần làm cái gì, và bạn theo đó bạn có thể bỏ vốn của mình vào những cái dự án mà hưởng lợi từ tin tức của thị trường crypto thôi. Với lại mình cũng chia sẻ luôn là cái quá trình research nó sẽ tốn khá là nhiều thời gian, và nó yêu cầu một cái nền tảng khá là vững, cho nên là bản thân mình cũng đang cố gắng gọi là đọc liên tục mỗi ngày thôi. Thì mỗi ngày mình luôn tìm ra được những cái kiến thức nó mới, và mình tin là cái việc đọc thì nó sẽ bồi đắp liên tục. Đôi khi hôm nay bạn đọc một cái kiến thức nó liên quan đến technical đi, thì bạn cảm thấy là nó chưa ra tiền, nhưng mà khi mà bạn đọc một cái kiến thức technical, một cái kiến thức về công nghệ, xong rồi bạn đọc thêm một cái kiến thức về marketing. Ví dụ như hôm nay tôi thấy ông André, ông ấy đề cập nhiều về cái sản phẩm Bridge. Thì khi mà bạn kết hợp giữa công nghệ, kiến thức công nghệ, và bạn hiểu được là ở dưới cái nền tảng nó sẽ chạy như thế này, và bạn biết được là một cái tín hiệu về marketing là ông André ông đã nói như thế này, thì bạn có thể kết hợp hai cái kiến thức đó lại và bạn tạo ra được một cái cơ hội cho mình. Thì đó là cái hiệu ứng về mình khá là thích dùng cái từ là compound interest, tức là lãi kép. Cái lần tăng tiếp theo, cái lần tăng trưởng tiếp theo lúc nào nó cũng sẽ lớn hơn cái lần tăng trưởng trước, và nó cứ tăng dần như vậy. Thì cái đó là cái thứ mà mình luôn tới trong cái việc mà mình đặt và research. Hãy đón xem phần tiếp theo của DeFi Discussion trên Coin68 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.